Ông kêu cô để ở nhà. Hả? Đây à? Bốc hết ra này. Ông à. Ôi, cái này nắm thế. Cháu đang mấy cân? Dạ. Đang mấy cân? Cháu cho lấy khoảng xem nào. 4-5 cân. Nhúc. Mới bắt tối hôm qua hả cô? Đồng còn không? Còn to dã man luôn. Chiều á? Thế đây ai lấy? Chiều khoảng 5 giờ thì xe chạy. 5 giờ à? Ừ, có giờ thì được. Con to đấy cháu xem cô một tá nữa đi. Ong đất đấy. Còn cái ong này, ong này trên cây hả cô? Ong này cũng ở nhà bếp. Còn tỏ nhé. Đây cũng còn là non. Cái này cũng bán được hả cô? Cái này cũng bán được cháu ạ. Cái này bán thì được bao nhiêu tiền cân? 100 cân. Họ lấy, họ mua cái này về làm gì cô nhỉ? Cái này sống à? Sống trăm phần trăm. Dạ. Sống trăm phần trăm đấy. Sống trăm phần trăm. Ừ, chiều cũng hạn sống trăm phần trăm này. Chiều cũng à, đi bắt 8 tổ chưa về đâu mà cháu yên tâm đi. 8 tổ chưa về? Ừ, chưa về. Đi cắt, đi qua qua Nà Ư đi khoảng 3 phân tay nữa. Giờ mới xuống rừng, họ vừa gọi điện rồi gì cô? Gọi điện rồi. Cân cho đấy mới cân được cô san và họ san luôn cũng sửa lắm. 4-5 cân vậy đấy. Hả? Khoảng 4-5 cân. 4-5 cân à? 5 cân nữa chẳng nhé. Đấy. To nhỉ? Con này to không? Có không? Con này sao không thả vào trong này? Cô? Không mở được, tí nữa mình mới thả. Để nó đi. Tí nữa mới thả hả? Con này to ác không? Có hàng to đến vào đấy, hàng đấy. Một loại ong đất này có cả loại to loại bé. Con này to hơn gấp đôi con kia luôn. Cô vẫn bán được 300 mà, cái hàng bé mà. Vâng. Kiểu à, nghỉ đi là nó thế thôi. Con này to ác à. Ừ. Nhộng ở đây, cái con nhộng nó sẽ nở ra con này. Cô mệt với con ong đất này lắm. Ngày nào cô cũng bị ong đốt à? Ngày nào cũng mệt. À, mệt. À, không đốt đâu, không kia đấy, cô bị ong đốt à? Thế có sao không? Không kia nó sùng ra, có đổ ong ra hở. Nhưng mà không sao đâu gì? Cũng không sao đâu, khỏe là tâm nước móng rồi. Nhúc luôn. Đẹp quá. Không cô đẹp lắm. Qua được hơn 2 tạ rồi. Bán hết ở đây. Bán đỏ bán đắt hơn cô nhiều đấy cháu ơi. Đâu biết đâu hỏi chị xem. Chị cào không cào ấy. Cùng gật đầu này, nó cùng gật đầu một lúc luôn đấy, đấy gật đầu. Không, như mấy con này, mấy con này nó cũng gật đầu nhưng mà không cùng nhau như mấy con kia. Nó bổ đầu đây đấy. Mấy con này gần đầu cùng nhau. Đây này. Ba loại. Ừ, chị đấy coi loại ba thôi. Cái này để ngang xuống. Sửa tay.
chỉ có bốn loại này thôi, từ thịt cả ông to mấy ông non ông già cũng thích. Cái này cắn nhá, đây là loại to nhất. Ờ, loại to nhất nhá. Cái lẩu nó vàng đúng không? Cái này cánh nó vàng, nó loại 2 này. Cánh ờ, cái này loại 3 rồi, nó đen hết cả. Đen hết rồi. Đen hết cả lẩu cả lít nó. Ừ. Ờ, đây này loại 4, cũng lẩu vàng, con nó ngắn tí tí. Cánh vàng. Ờ, cánh vàng, ông già này đấy. Ờ, chỉ có 4 loại này này. Ờ, chỉ có 4 loại thôi, họ đặt nhân nhiều nhưng mà giá họ bán nó vẫn chuẩn lắm. Kiểu nó chuẩn cái con này nào ấy, không thấy cái con này đâu. Vì con này nó nhỏ. Con này nó nổi lên trên hết. Em thừa là đi em hoa cơ, cái đấy là nổi lên hết, không thấy con nhỏ đang đâu. Con này là đắt tiền nhất. Ờ, con này đắt tiền nhất. Con này ví dụ con này 300. Con này chỉ 270, 280 này. Con này là 250 này. Đấy nhưng mà hàng ở đây nó có cả con này. Có cả con này, có cả con đầu liên nữa. Nó cũng lẫn. Có lớn nhau cả con đầu liên nữa. Đấy, nhưng mà cho thích khách mà này. Có ít đâu. À, cháu đi nhà xem như cả hai cái tổ lành 70 cân mà hết sạch rồi. À. Họ đi lái từ mấy ngày này thôi nát cháu. Ừ, từ mấy ngày này rồi đấy. Tầm đến là tháng 7, trong vòng tháng 7, từ 1 tháng 7 họ hát đi lái ông già này nhiều. Cô lúc đấy cô im lặng, cô không bán được, cô bảo đi bước ở lâu hết ấy. Bây giờ làm thế nào đấy, cô còn tức lên cuối cùng là không đủ khách lại. Không đủ cho khách nữa. Không đủ cho khách lại. Nhiều khách quá. Nhiều khách ấy. Khách có đen lên. Lúc đó cô bảo với chồng đi bước ở đâu đi, bước đi không có ai lấy, thì không có ai ăn rồi, đi ngơm được cô à. Không ấy. Dẻo. Không ấy thì này bỏ tủ lạnh. Ừ bỏ tủ lạnh, nó này chín hết cả hai tủ lạnh của cô. Này để cả cho tủ lạnh, bằng nước này cũng ngăn đá cũng này xịt hết. À. Cô đã tưởng không bán được con nào rồi. Cuối cùng là hết sạch cái này. Có lấy từ chục cân, 20 cân một đây này. Cô tính này. Tiền cho cháu. Vâng, con này nào khác thế cháu ở đây này. À, cô cấu ra được cháu nhé. Con này con non, con non. Cô vừa được đâu, đây này cháu này cũng khác như thế, không phải ông non đâu. Cũng có ông non thôi, nhưng mà ông non thì con bao tử, có ông non càng tốt. Có ông non như thế này đấy cháu. Nhưng mà ông non như thế này, nó chưa có kém, càng tốt đây này. Này, này có quả bao tử như thế đấy. Bao tử ngâm này tốt hơn. Bao tử ngâm tốt hơn, đây này, chưa có kém thử đây này. Đây này, cháu này có đồng mới thôi, đây này. Con gà này. Ông mới thôi đúng không cháu? Rồi. Thế luôn đây này. Có yên tâm với hàng một tổ